đau đau quá lại thương các chị. Cái đầu chọc, cái đầu nó không nhớ được. Cái này nó thật quá,
Các chú ơi, hôm nay con lấy người phụ làm không? Em à? Làm à? Vẫn làm bình thường. Ấy, con cò với ai? Đi làm đấy. Cò nó ở nhà ấy. Ở trên hàng xóm à? Nó ở được đấy nhỉ? Trên hàng xóm ở được. Nó thích đi chơi các bạn ấy. Dạ, nhà có trứng hộp cả. Cứ làm. Nhạt gà gà, làm gà cứ ấy xem. Cất gì đó. Để gùi gọn vào không? Chuyển gạch với xi cho các anh thôi. Sang đây nghỉ, sang đây ấy, ăn đi chưa? Cái đây ra đây, sang đây ngồi nghỉ này. Ngồi đây thôi. Sang kia đây, uống nước đi. Đói hay sao ấy, nhìn mình mệt mỏi đấy. Đau đau, say sáng. Này uống nước này, còn lấy còn cái bánh mì này, các anh ăn đấy, để ăn hết. Ăn bánh mì với hộp sữa là cho nó khỏe, này. Uống nước rồi, ở đấy ngồi nghỉ đi, anh làm thay cho, nhá. Ngồi nghỉ nhá, ngồi ăn bánh mì đi. Anh làm thay cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, đi ngồi nghỉ ăn bánh mì em đi. Anh là cho một tí. Thế chỗ này uống nước, cái này còn khác này. ยิ้วแม่งเข้าห้างแน่เข้าห้างสิพอหมดฝาห้างเสื้อจอกสิโอนี่มีอีห้างอ่ะเมื่อมีดูห้างอ่ะ thì về nghỉ. Đấy. Làm một tí lấy tiền. Làm được bao nhiêu thì làm nhá. Cố nhá. Làm từ từ thôi, làm mệt thì nghỉ. Làm mệt thì ấy nhá. Vừa làm mới làm được bao nhiêu rồi. Làm mấy thôi anh ạ, tích tắc làm. Còn thiếu cái gì không? Có thiếu gạch nghiếc gì không? Xin hôm qua về rồi anh ạ. Hôm qua về. Vâng. Hôm qua anh xin nghỉ, nhà có việc. Thiếu người tí. Mai các anh mới đi làm lại. Anh xem. Đi phòng khách anh đang cho lên hết rồi. Hôm nay nhân lực với thiếu người. Công trình này 3 phòng anh ạ. Ừ. Bếp thì ở chỗ này. Vẫn sinh theo bản vẽ hết đúng không? Vâng, nhà vệ sinh ở ngoài. Em bảo là làm cái phòng vệ sinh riêng ở đây thì sáng nay cũng cho xây cống chết hết rồi. Bảo anh em thiếu nhân lực nó phải đưa ấy tìm thêm nhân lực vào chứ. Vâng, em cũng ấy xong anh em xin nghỉ. Để nhà có việc á, nghỉ mất mấy người. Đấy. Cái số đấy khách yêu cầu làm rộng và cát nữa thì không đấy.
yêu cầu tường 10 thôi, xây tường 20, nhà chủ yêu cầu làm tường 10. Xây tường 10 à? Vâng, tường 10, nhà chủ yêu cầu tường 10 ấy. Vẫn theo bài bản ký, theo bản vẽ, bản vẽ hết đúng không? Hôm qua anh em vừa mới xây xong. Ừ. Hơi làm chưa anh. Vâng. Sếp của anh. Sếp này đưa bà làm anh đấy. Đưa bà làm lấy tiền. Hai mẹ con khổ yếu quá không? Làm được không? Làm được khỏe. Yếu thì cũng yếu tí mà em bảo làm được bao nhiêu thì làm thôi. Anh giải công không làm được. Anh khẳng định không làm được. Làm được mà khỏe mà. Không làm được yếu này, con gái con nữa không làm được. Em phải như thế nào xong là cho đi về không làm đấy. Lấy tiền cho em bé mà. Làm được. Không làm được, anh bảo không làm được, không có giấy khám sức khỏe sao mà làm được cái này, công trường khỏe nặng mà. Như ảnh hưởng công ty anh. Không làm được đâu. Em giải quyết đấy anh, để em từ em bảo ấy. Không làm được. Em bé lấy tiền cho em bé. Không làm được, cái anh nói câu chuyện này nhá. Bây giờ em khắc xử lý công việc này, anh không liên quan gì, em hiểu không? Cái việc này là em nhận vào làm, anh khẳng định cái đấy không làm được sao lại ảnh hưởng đến công ty của mình. Đúng. Không làm được. Không tiền không gì ở đây nhá. Ờ anh nó không không nói cho nó nghỉ là cho cái gì không phải xin xỏ gì đấy. Cho nó nghỉ. Nhá, anh nói cái này đấy, cái câu chuyện là như thế. Vâng, anh thư để bọn em lấy thôi. Là em giải quyết lấy tiền cho em mẹ ở nhà của em mẹ. Rồi anh nói trước mày nhá, mày chuẩn bị nghỉ luôn với nó nhá. Vâng, anh không nói nhiều đâu. Vâng, đấy là mày khắc xử lý cái câu chuyện này. Vâng, cầm thuốc đi. Vâng, anh về. Vâng. Rồi đây giải quyết luôn anh ạ. Ờ, giải quyết đi nhá. Vâng, anh về. Dậy đi em ơi. Làm cố nốt được mà, con làm không làm được cố đâu. Nốt chuyển nốt mấy xe nữa cho nó đủ buổi đủ công anh trả tiền nhé. Sếp mày khó tính là nó yêu cầu khắt khe lắm. Làm được mà. Anh sếp ô tao không có đâu khe lắm tao mình chôm tiếp đâu đấy đó đấy tao luôn chôm 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 nào vậy. Ui.
bùng nữa. Em anh sang bên này. Trơn quá không lá lên được. Đi bộ anh đưa bộ lên nhà. Sao ấy? Mệt quá. Anh đánh dìu nhỉ. Đánh dìu. Đi được không? Cái gì là anh dìu về nhà nhá. Từ từ. Đi về em. Về đây, có ở nhà với mẹ đi. Ủa, mệt quá, em ngồi đây. Em ngồi nghỉ đi. Anh lấy nước không? Mệt không? Em ngồi nghỉ. Sao? Hả? Sao? Cút. Cút á? Đuổi chú á? Rồi chú cút á. Mẹ ốm mày, con xem mẹ này. Con xem mẹ này. Mệt lắm à. Mày hồi đây. Mày nóng sốt lắm rồi. Mẹ. Ừ. Sao đuổi chú á? Sao đuổi chú á? Con xem mẹ này, mẹ con ốm mày này. Thế anh lấy khăn rất là anh lo người chứ. Anh nghỉ nhá anh còn xem anh còn gạo anh nấu cho mày cháo nhá. Cho ăn cho nó khỏe nhá.
Nào chào chào đây chú này, chú nhé, đây chú, chú chăm sóc bạn nhé. Chọn ốm rồi đấy. Ngày nắng, thời tiết nắng nữa mà cảm sốt rồi đấy. Hôm nay ấy đó, nắng quá mà bị cảm nắng rồi. Con ngồi xuống này, mẹ, ốm này. Sao đây? Tí là được. Con phạt đây nhá, anh xem ấy nhá. Phạt đây con nước nóng ấm cho tỉnh người nhá. Đây này, uống cũng nước ấm, uống cũng nước ấm vào cho nó. À, anh đỡ dậy đây. Uống cũng nước ấm cho nó mát người, tỉnh người. Cái đỡ đỡ thế nào không em? Cái đỡ một tí không? Mẹ ơi. Bắt đầu á? À, không nghịch nhá, không ấy nhá, không buồn nhá, cho mẹ nghỉ một tí nhá. Thế đỡ thế nào chưa? Ừ. Không ấy, không đỡ thì anh tối nay anh ở lại nhá, được không? Ở lại chăm sóc em. Hả? Tối nay ở lại anh chăm sóc em xem nhá, không sợ ấy, sợ sốt cao quá. Không sao đâu. Không ai đưa đi viện đâu. Không sao đâu. Không sao à? Thấy không thấy đỡ thì bảo anh nhá. Ừ. Sợ sốt cao ấy, sợ sốt cao anh ấy rồi. Ở lại anh chăm sóc. Không có ai ở đây thì phát hiện thì đi viện kịp ạ. Ở đây mai họ đặt. Ốm này. Mẹ ốm cao rồi phải đưa mẹ đi bệnh viện đấy. Không sao. Con yêu mẹ này, yêu mẹ này. Yêu. Không phải mẹ nhá. Này. Đấy. Còn ốm ấy. Nằm nghỉ nhá. Anh đi về công trường dọn đồ. Anh đi về dọn đồ xong không gì thì anh lại rẽ lên xem hai mẹ con nhá. Con ở đây xem mẹ nhá. Con ở đây ngồi đây xem mẹ nhá. Ngồi đây mẹ anh nhá. Nằm nghỉ nha em nhá. Anh đi về công trường tí á nhá. Nhá. Anh về đây nhá. Anh về đây. Khổ thân. Một mình nhá.